Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hot trang phục dân tộc mẹ áo cờ của Việt Nam giành giải nhất tại Hoa hậu Trái đất trước thềm chung kết. Đêm trao giải phụ tại Hoa hậu Trái đất vừa diễn ra vào tối ngày 24 tháng 11. Đại diện Việt Nam Thái Thị Hòa xuất sắc giành giải nhất quốc phục. Sau hành trình tranh tài ở các phần thi phụ, Thái Thị Hòa đã được ban tổ chức chọn là thí sinh thắng giải quốc phục khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đây là kết quả cho sự nỗ lực của Thái Thị Hòa nhiều tháng qua. Nếu ai theo dõi hành trình đã qua đều có thể nhận ra đại diện Việt Nam rất nỗ lực và chỉn chu cho tất cả các lần xuất hiện và giao lưu với ban giám khảo. Lợi thế tiếng Anh giúp Thái Thị Hòa ghi điểm cùng vốn kiến thức sâu rộng. Lựa chọn thiết kế quốc phục mẹ áo cờ của nhà thiết kế Tuấn Hải, Thái Thị Hòa thể hiện được lịch sử Việt Nam cũng hình ảnh hào hùng của dân tộc. Cô đã hóa thân vào hình ảnh mẹ áo cờ quyền lực và mạnh mẽ. Hình ảnh áo dài gắn liền với quốc phục Việt Nam một lần nữa được quốc tế công nhận và khẳng định sức hút của nó. Thái Thị Hòa hạnh phúc vì đã thể hiện được vẻ đẹp của quốc phục đến với bạn bè quốc tế. Quốc phục mẹ áo cờ được nhà thiết kế Tuấn Hải kỳ công thiết kế trong vòng 2 tháng. Không chỉ gây ấn tượng với họa tiết rồng, các chi tiết được mạ vàng huyền bí bộ quốc phục còn trở nên điều đặc biệt với chiếc mấn đội đầu cao 1m và nặng tới 5kg. Điều này đôi lúc gây khó khăn khi di chuyển cho Thái Thị Hòa. Thế nhưng, với kinh nghiệm thì sắc đẹp cùng quyết tâm cao độ, cô đã thể hiện tốt phần trình diễn của mình. Ngay sau khi biết tin mình đã giành chiến thắng, Thái Thị Hòa cô cho biết cảm thấy rất hạnh phúc đến mất ngủ. Cô tự hào khi áo dài Việt Nam vượt qua rất nhiều bộ quốc phục cầu kỳ trên thế giới để giành giải nhất. Cô gửi lời cảm ơn đến nhà thiết kế Tuấn Hải và người hâm mộ đã ủng hộ cô trong suốt thời gian vừa qua. Thái Thị Hòa rất mong muốn xây dựng được ý thức bảo vệ sinh thái môi trường. Người đẹp vừa trở thành đại sứ cho chiến dịch trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm của một tổ chức uy tín trên thế giới. Cô mới cùng tổ chức về Hà Tĩnh tham dự sự kiện công nhận rừng Vũ Quang là di sản ASEAN với mong muốn kêu gọi mọi người bảo vệ rừng trồng cây xanh. Năm nay là một năm đặc biệt khi MeetX tổ chức trực tuyến, vì vậy cách chọn giải cũng khác mọi năm. Thấy vì chọn top 3 vàng, bạc, đồng trong phần thi năm nay, chỉ chọn duy nhất một thí sinh chiến thắng, vì vậy số lượng giải phụ cũng ít hơn rất nhiều. Xuất sắc đặt giải quốc phục giúp Thái Thị Hòa tự tin hơn rất nhiều trong vòng chung kết sắp tới. Hiện tại, Thái Thị Hòa cùng dàn thí sinh đã chuẩn bị bước vào đêm chung kết vào ngày 29 tháng 11. Nhiều ứng cử viên rất mạnh được đồn đoán giành vương miện. Thái Thị Hòa cũng đang là niềm hy vọng của fan Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.